Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, trước mắt quý anh chị và các bạn là hình ảnh chiếc Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2020. Xe được trang bị số tự động một cầu máy dầu 2.2 màu vàng cát. À, bên Đức Trung thì chuyên về các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm có mua hoặc bán thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung số điện thoại 0965 951 955. Đấy, chiếc XLS 2020 màu vàng cát trang bị một cái thanh thể thao, nó có màn hình cam nùi. Còn lại là tất cả mọi thứ là nguyên zin, xe chạy hơn 7 vạn chuẩn, zin đẹp xuất sắc, không có lỗi làm gì. Đấy, chiếc XLS 2020 này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là hơn 500 triệu. Anh em quan tâm thì có thể đến xem xe trực tiếp tại Uông Bí, Quảng Ninh. Anh em ở xa thì có thể liên hệ trực tiếp với Đức Trung. Đức Trung xin nhắc lại số điện thoại là 0965 951 955. Hiện nay thì những cái dòng xe nhập khẩu nó cũng khá là ít. Phiên bản mới thì nó có mỗi chiếc Storm Chắc anh em nhé. Giá của nó là 1 tỷ 039 triệu. Đấy, chưa có phí thuế, chưa có lăn bánh. Đấy, nếu mà lăn bánh vào nữa thì chắc nó phải rơi vào tầm cỡ khoảng độ 1 tỷ 1 gì đấy. Cái chiếc xe này thì nó phù hợp cho anh em đi công trình công trường hoặc là kết hợp phục vụ gia đình, bởi vì là độ an toàn cao, các cái trang thiết bị thì cũng đủ dùng. Dòng này nó trang bị phanh ABS, rồi là có túi khí, rồi khung gầm của nó thì vô cùng là cứng vững, gầm cao máy dầu. Cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 7 lít rưỡi trên 100 cây. Cái dòng này là xe mới, nó có trang bị lái điện, có cân bằng điện tử rồi. Đấy, sau đấy Đức Trung sẽ đi gần vào để anh em có thể quan sát chi tiết phần đầu xe đây anh em nhé. Đèn zin, mặt ca lăng cũng như là các cái đường gân góc cạnh sắc nét, sơn xi sạch sẽ, trang bị đèn gầm đầy đủ, lốp láp vẫn còn đẹp anh em, là răng đúc rồi, phanh đĩa cùng phanh vẫn còn sáng trưng, máy nổ rất là êm anh em nhé. Máy dầu thì nó nổ to nhưng mà ngược lại máy nó không rung lắc, rất là êm, mà tăng tốc của nó khá là mượt. Đấy, con này đăng kiểm đến tháng 10 năm 2024. Anh em mua con xe này thì bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Đấy, thanh thể thao này thì có thể thay đổi. Anh em để như thế này thì mình chở những cái đồ cao mình chẳng buộc thoải mái. Thế còn anh em mà muốn những cái đồ nó che được mưa nắng thì là có thể thay nắp thùng cao, nắp thùng thấp, cái đấy tùy. Cũng cộng trừ thêm một ít tiền nữa vào, bù trừ cái thanh thể thao này lên một vài triệu đó là ok thôi. Sắp xi gầm bệ đây anh em nhé. Ống xả còn sáng trưng. Lốp này thì vẫn còn đi thoải mái. La răng đúc, phanh tăng trống. Nhíp nhíp này vẫn còn rất là đẹp. Gầm bệ chắc chắn, zin đẹp. Lốp sơ cua vẫn còn khá là mới. Đây, cặp đèn nguyên bản. Trang bị thêm cam nùi anh em này. Có màn hình cam nùi rồi đây là. Nó thêm cái độ an toàn khi anh em mà lùi vào những chỗ mà nó chật chội, hoặc là nó thêm cái độ giải trí. Anh em thích nghe nhạc, xem phim thì kết nối với lại Bluetooth hoặc là kết nối mạng là ok. Hầu hết bây giờ là mình dùng điện thoại thông minh, là mình có dùng 3G rồi. Đấy, phát wifi cái là cái màn hình nó như là một cái điện thoại từ di động thôi. Anh em truy cập vào YouTube, Facebook, Zalo là ok hết. Bật bước to bản anh em nhé. Thanh thể thao ở Broad, anten nguyên bản,
Con này có gương kính chỉnh điện anh em ạ. Xi nhan sườn, động cơ 2.2 máy dầu, số tự động 6 cấp. Nói chung là xe thì zin đẹp xuất sắc. Bao check mọi nơi mọi chỗ cho anh em. Anh em thích check hãng hay là check gara hoặc là mang thợ đi để kiểm tra thì cũng ok luôn. Hoặc là bên Đức Trung sẽ cam kết cho anh em. Tem mác nguyên zin. Lái điện vô cùng nhẹ nhàng. Túi khí này anh em này, có tích hợp luôn cả rất nhiều các cái phím chức năng. Có ga tự động, đàm thoại rảnh tay. Nói chung là nhiều thứ lắm. Đây đồng hồ Tablo. Xe chạy có hơn 7 vạn một tí thôi. 7.0130 cây. Đây có cân bằng điện tử anh em nhé. Số tự động một cầu. Điều hòa nóng lạnh hai chiều. Màn hình sinh ba. Tablo, tabli rất là sạch sẽ. Khóa trên cánh cửa. Bốn kính chỉnh điện, kính lái auto một chạm. Có vách lỉ, vách lỉ nguyên bản. Mã kính 2020. Ghế lỉ này ngồi thì nó thoáng, nó êm nhưng mà vệ sinh nó khó. Và nó mà bẩn thì này, nó lại hay có mùi anh em ạ. Cái trần lỉ nguyên bản có hai đèn trần. Gương điện, con này nó có cả gục gương rồi. Gương cụp xòe, chỉnh mặt gương bốn hướng. Đây hàng ghế thứ hai đây anh em nhé. Nói chung là xe thì vẫn còn zin 100%. Đây có cổng sạc 12V. Anh em ngồi sau này sạc điện thoại hoặc là sạc các thiết bị di động rất là ok. Thiết bị di động, thiết bị văn phòng. Mọi thứ là keo chỉ, mã kính là ok hết. Đấy, dán phim cách nhiệt rồi anh em ạ. Đây có khóa trẻ em. Đây quay sơ qua cho anh em xem này, mã kính. Các cái phần keo chỉ hay là những cái con vít này là nguyên zin anh em, chưa có đụng chạm gì. Đây cái lỗ thoát nước này nó còn rất là vuông. Hoặc là cái bản lề này cũng thế này. Đây bản lề này ốc ác là chưa động chạm đến. Các cái hạn chế cửa này cũng vậy, chưa có tháo lắp, chưa có chỉnh sửa. Đấy, tem mác vẫn còn zin hết, nguyên các cái dấu chấm sơn. Điều hòa rất là mát, túi khí này. Nóng lạnh hai chiều, cửa gió, hướng gió, tốc độ gió. Có các cái khay để cốc nước hay là để cái khử mùi này, tì tay. Đây mã kính lái đây anh em này. Không biết anh em nhìn có rõ không. Trời nó hơi lóa một tí. Đấy, Đức Trung sẽ đưa ra từ xa xong rồi đưa lại gần này. Đấy, anh em có nhìn rõ cái số 0 không? Đấy, số 0 2020. Khoang động cơ của chiếc XLS 2020 anh em nhé. Cái tem đầu răng vẫn còn nguyên. Đây là tem ni lông. Đây
bamboo, kem ni lông. Đây bình nước cụ đây anh em nhé. Lỗi lầm gì. Đây các cái thông số họ ghi ở đây có cái kích cỡ lốp rồi là la răng 255/70/16. Nói chung là các cái thông số, ví dụ như là cái áp suất lốp trên này là cũng có hết anh em nhé. Đấy, phun nước rửa kính cũng như là các cái tốc độ gạt mưa này là đầy đủ hết. Hệ thống lên xuống kính. Đấy, cam kết với anh em là nguyên zin, chưa phải chỉnh sửa. Gương điện cân bằng điện tử đây anh em nhé, tắt đi thì trên màn hình nó có màu vàng vàng anh em. Đây mình không đeo dây an toàn nên là nó có cái đèn nó báo màu đỏ. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu Ford GXS số tự động một cầu bản nhập Thái, sản xuất năm 2020, nên giá hơn 500 triệu. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình để mình tư vấn. Số điện thoại 0965 951 955, mình để dưới cái phần mô tả đấy. Anh em xem video thấy hay thì hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ để thường xuyên cập nhật được các cái mẫu xe mà mình sẽ lên sóng đăng bán hàng ngày. Xin cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.